chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về các chữ cái. Và chữ cái tiếp theo chúng ta luyện tập đó chính là chữ và. Ok, chúng ta bắt đầu vào bài luyện tập nhé. Chữ V sẽ bắt đầu từ giữa ô ly thứ hai, kéo vòng từ trái qua phải. Ok, chúng ta sẽ luyện tập thêm hai dòng chữ V nữa nhé. Và mình đã vừa luyện tập lại cho các bạn về cách viết chữ V. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một từ trong đó có chứa chữ V. Hôm nay chúng ta có cụm từ quyển vở. Trong cụm từ quyển vở, chữ V xuất hiện một lần ở trong từ vở và nó đứng đằng trước chữ ô. Và từ vở gồm có hai chữ cái nối với nhau, đó chính là chữ V và chữ ô. Và có một dấu hỏi ở bên trên chữ ô. Để viết được từ vở, chúng ta sẽ bắt đầu viết từ chữ V. Sau đó nối sang chữ ô, viết dấu của chữ ô và cuối cùng là viết dấu hỏi bên trên. Mình đã vừa luyện tập lại cho các bạn về cách viết chữ V và học thêm một từ có chứa chữ V, đó chính là từ vỏ. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.